Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta lại gặp nhau trong video bài số 29. Trong phần này chúng ta sẽ nói về sự tiếc nuối hoặc hối hận khi đã làm một cái việc gì đó. Và trong phần đó chúng ta đều đi với động từ chưa ở thể vete shimaimashita. Và động từ ở đây là tha động từ. Diễn tả sự tiếc nuối hoặc hối hận đã làm một việc gì đó. Chanmira-san, dayo mite kudasai. Các bạn hãy nhìn vào ví dụ nhé. Minasan, konnichiwa. Kore kara, daini-ji kyūka o benkyō tsuzukemasu. Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 29. Trong phần video này chúng ta sẽ nghiên cứu với mẫu câu nói về sự tiếc nuối hay là hối hận khi mà đã làm một cái việc gì đó. Đó chính là mẫu câu đi với vete shimaimashita. Trước đó sẽ là trợ từ ố và tân ngữ là danh từ làm một việc gì đó tiếc nuối. It is cả Chà, minasan, dayo mite kudasai. Các bạn nhìn vào ví dụ, sẽ bạn có tình huống như thế này. Bạn A hỏi này, sensei no chūsō o kikimashita ka? Minasan, issho ni yomimashou. Sensei no chūsō o kikimashita ka? À, bạn ấy trả lời là Sumimasen, kikimashita ga. Wasurete shimaimashita. Wasurete shimaimashita. Ja, issho ni yomimashou. Sumimasen. Kikimashita ga. Wasurete shimaimashita. À, vậy thì ở trong tình huống này, trước hết về ý nghĩa các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Bạn A hỏi là gì? Cậu đã hỏi địa chỉ của thầy giáo hoặc cô giáo chưa? Bạn B trả lời, xin lỗi, tớ đã hỏi rồi đấy. Kikimashita ga. Wasurete shimaimashita. Ôi nhưng mà gì? Tớ quên mất rồi. Wasurete shimaimashita, tôi quên mất rồi. Ít hết cả, tiếc đúng không? Ui, nghe rồi, hỏi rồi, đã hỏi rồi đấy mà quên. Trong trường hợp kikimasu này mang ý nghĩa hỏi. Ít hết cả. Chúng ta cùng đọc nhé. Wasurete shimaimashita. Wasurete shimaimashita. Và bây giờ các bạn hãy nốt ra, các bạn viết ra giấy liên quan đến từ quên wasurete shimaimashita ra giấy, và các bạn đặt dấu hỏi ở đằng trước cái câu đó của bạn để lát nữa trong giờ ôn tập các bạn sẽ biết là quên cái gì đó. It is ka. Các bạn có thể viết bằng tiếng Việt cũng được cộng với vete shimaimashita. Xin bạn có tình huống thứ hai. À, kare ba isui deimasu ne. Trong anh ấy đang rất là vội đúng không ạ? À, và xin bạn có tình huống như thế này. Kuruma ga. Kuruma ga. Konde imashita kara. Các bạn nhìn thấy xe này. Nhìn 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 như vậy là gì? À, khi đó chúng ta sẽ nói là kuruma ga konde imashita kara. Yakusoku no jikan ni okurete shimaimashita. Okurete shimaimashita là bị chậm hoặc bị trễ. Đi với trợ từ nhí, đặc trưng nó là gì? Jikan, thời gian. Yakusoku là hẹn gì đúng không? Vậy là gì? Chậm. Giờ hẹn. Kara vì kuruma ga konde. Xe đông chật cứng đúng không ạ?
ですか? Từ 車 này chúng ta cũng có thể sử dụng từ 道. じゃあ皆さん一緒に読みましょう。車が混んでいましたから。約束の時間に遅れてしまいました。じゃあ長い文を言いますね。ちょっと長くさいね。車が混んでいましたから、約束の時間に遅れてしまいました。どうぞ。Và đến phần này, 遅れてしまいました。Các bạn hãy viết nó liên quan đến thay cho từ 約束の時間, cái thời gian hẹn này. Các bạn hãy viết ra đằng trước nó là muộn liên quan đến tất cả những cái khác mà các bạn có thể nghĩ ra. It is có. じゃあ続けます. Chúng ta tiếp tục nhé. 次の場合, trong tình huống kế tiếp sẽ phải có như sau. じゃあ一緒に読みましょう。どうしたんですか? Bạn biết trả lời là gì? 電車に傘を忘れてしまったんです。もちろんね、どうしたんですか?電車に傘を忘れてしまったんです。あ、tình huống này là gì ạ? Bạn A hỏi bạn B là gì? Cậu làm sao vậy? Bạn B trả lời là gì? Tớ bị quên. Tiếc đúng không? Quên cái gì? Cái ô ở đâu?電車に全車両いいですか?じゃあもう一度一緒に読みましょう。どうしたんですか?どうぞ。電車に傘を忘れてしまったんです。じゃあ次。皆さん、もっと勉強しましょう。chúng ta sẽ học thêm nâng cấp của cấu trúc vete shimaimashita nhé. Thế thì, vete shimaimashita hoặc vete shimatta là thể ngắn như thế này. Thể hiện sự tiếc nuối hoặc hoàn thành trong quá khứ là video trước chúng ta dùng. Và trong phần này, chúng ta sẽ đi với vechetta hoặc động, xin lỗi, đó là động từ. Đi với chetta hoặc động từ đó chuyển thành chetta.Các bạn cùng đọc nhé. Shimatta. Chatta. Chatta. Phần này các bạn sẽ dành thời gian ôn tập. Đây là phần nâng cao. Cho nên các bạn hãy chuyển tất cả những cái động từ mà các bạn học từ bài số 4 cho đến bài học số 29 này, trừ bài số 28 liên quan đến động từ trạng thái, các động từ trạng thái ra, thì các bạn sẽ dùng những cái phần như thế nàyいいですか?先輩か?như sau. Trước hết là cách chia về dạng quá khứ, động từ trở thể vete shimatta là thể ngắn, khi đó sẽ chuyển thành vechatta. Động từ chia thể unde de shimatta.De shimatta. Khi đó chúng ta cái chữ de shimatta này này, chúng ta sẽ chuyển thành jatta. Chúng ta cùng đọc nhé. Jatta. Jatta. Chà, đấy ông mite kudasai. Chúng ta cùng nhìn ví dụ này. Tabete. Và đây là chữ te. It is ka. Vậy chúng ta sẽ có là gì? Tabete shimaimashita. Hoặc tabeteShimatta. Khi đó chúng ta sẽ chuyển là gì? Tabechatta. Chúng ta cùng đọc nhé. Tabechatta.
hoặc động từ 飲んでしまいました hoặc 飲んでしまった thì cái chữ D này này, từ cái chữ D đến しまいました hoặc でしまった này này chuyển sang thành ưng vẫn giữ nguyên như này, đi với ちゃった ちゃった cho nên chúng ta có 飲んじゃった được rồi. いいですか? À, sẽ bắt có tình huống. Chúng ta sẽ lấy khoảng 2 ví dụ. Chúng ta cùng đọc nhé. あれ? ここにあったチョコレートは? À, chị nói với em đúng không ạ? Ai? Cái sô-cô-la mà chị để ở đây. Giờ hỏi chấm nữa là gì? どこですか? Nhưng không cần phải đặt dấu hỏi luôn. Cậu em trả lời là à, ta bị chật ta, em đã ăn mất rồi. いいですか? Vậy là chúng ta sẽ nói được là gì đây ạ? Cùng nói nhá. あれ? Lên giọng này. あれ? ここにあったチョコレートは? À, 食べちゃった. 残念ですね. Thế sẽ tiếc nuối đúng không? 食べちゃった. いいですか? Chúng ta có thêm một tình huống nữa này. À, chị đi hỏi em đúng không ạ? どうして泣いていますか? À, kiểu như là gì? Làm sao em khóc đúng không ạ? いいですか? Chúng ta cùng đọc nhá. どうして泣いていますか? Đây, đây. しけんに落ちちゃった. Em bị trượt thi rồi. いいですか? Chúng ta cùng đọc nhé. しけんに落ちちゃった. Chả mối chế độ này. どうして泣いていますか? しけんに落ちちゃった. Chúng ta có thêm tình huống nữa này. À, trong phần này khi đi sử dụng cái từ lệ đến giờ, các bạn sẽ nhìn thấy một điều là gì? Vetesimaimashita hoặc vetesimatta hoặc vechatta jatta thường có muốn nhìn thấy một cái hiện tượng ai đó làm sao sao đó, và chúng ta đặt câu hỏi là gì? どうしたんですか? Anh sao vậy? Chị sao vậy? Hoặc bạn sao vậy? Đúng không ạ? Chúng ta cùng đọc nhá. どうしたんですか? À, trong tình huống là gì? タクシーに大切な資料を忘れちゃった. もちろんね. どうしたんですか? タクシーに大切な資料を忘れちゃった. Mang ý nghĩa như thế nào đấy ạ? Cậu sao vậy? Tớ bị quên. Quên cái gì đấy? Tài liệu. Tài liệu làm sao? Quan trọng. Ở đâu? Trên taxi. いいですか? Nguyên lý chúng ta dịch luôn luôn dịch từ cuối dịch lên. いいですか? Chúng ta sẽ có thêm tình huống này. Cậu A nói chuyện với cậu B này. 私は手紙を読んじゃった. ごめんなさい. Cái này là gì? ちょっとね. かまいません. 大切な手紙じゃないから. À, không vừa đúng không ạ? Bạn A bảo là gì? Tớ đã nỡ đọc cái thư rồi. Thật là gì? Gomenasai chính bằng sumimasen. Gomenasai sẽ sử dụng trong trường hợp là gì? Tomodachi, bạn bè. いいですか? Kamaimasen. Chúng ta
chúng ta có tình huống tiếp nữa này. 私は手紙を読んでちゃった。Chúng ta cùng đọc nhé. 私は手紙を読んじゃった。ごめんなさい。あ、bạn B nói này. かまいません。hoặc かまいませんよ。どうぞ。大切な手紙じゃないから。Tớ đã lỡ đọc cái bức thư của cậu rồi, xin lỗi nhé, đúng không? Gomenasai bằng với sumimasen. Cô bên nói kamaimasen bằng chính là daijoubu, không sao. Taisetsu na tegami janai kara, vì nó không phải, vì nó không phải là cái bức thư taisetsu quan trọng. Ii desu ka? Chúng ta cùng đọc nhé. Watashi wa tegami o nyonjatta. ごめんなさい。かまいません。大切な手紙じゃないから。いいですか、皆さん、ここまでは。vì thế xin mời Master nọ ra nên là cô tổ này chỉ để hắn sẽ mất rồi này. Vậy chúng ta đi với vì thế xin mời Master mang ý nghĩa tiếc nuối vì đã làm cái điều đó hoặc hối hận vì đã làm cái điều đó gì đó. Khi chúng ta chơi về thể ngắn của vì thế xin mời Master, chúng ta sẽ chuyển là vì thế xin mời Master, và thể thông thường hơn nữa chúng ta sẽ đi với động từ thể t xin mời Master, đó chúng ta sẽ bỏ t xin mời Master đi cộng với chắc ta. Unde shimaimashita và unde shimatta, chúng ta sẽ bỏ cái de shimaimashita và de shimatta đó thay bằng jatta. Ii desu ka? Ja, minasan koko made nani ka tsutsumon ga gozaimashita ra, ja, kiite kudasai ne. Đến đây thì các bạn có bất cứ một câu hỏi gì liên quan về Vete Shimaimashita hoặc là Vejata hoặc các vấn đề liên quan trong bài số này, các bạn hãy cứ đặt câu hỏi nhé. Minasan, domo arigatou gozaimashita. Tsuki no video mo machi kudasai. Shichirai itasimasu.